Cây lửa bách xanh ha, cái này chạc 75, mình làm mình không có sơn ha, để gì cho nó thơm. Cái gỗ này là cực kỳ thơm nha các bạn, yên tay ha. Cây này chạc 63, vòng 1 vòng 3 đẩy đà làm sao. Dòng em kiến ha, test cái bật lửa bay nha các bạn, cự ly 20 mét ha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like ủng hộ kênh nha.